Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới. Một ngày đầu tháng 12 cũng rất nhiều các bản tin đáng chú ý, từ tình hình của vùng Trung Đông, cuộc tranh luận tối hôm qua giữa hai vị thống đốc của hai tiểu bang đối nghịch nhau, và đồng thời tin tức về viêm phổi bắt đầu lan sang Hoa Kỳ rồi. Các quý vị trong các cộng đồng người Việt Nam chuẩn bị các con em, nếu các con em có những triệu chứng nên rất cẩn trọng vào thời điểm này, lây lan sang Mỹ rồi. Chúng tôi gửi đến quý vị tin tức ngày hôm nay, và đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay đó, buổi sáng nói chung là nguyên một ngày trời nó vẫn âm u, không có nắng nhiều, cho nên đến trưa đó thì nhiệt độ cao nhất khoảng đầu 72 đến gần 73 độ, tối đó thì xuống còn có 40 mấy độ thôi. Thấy là ngày mai thứ bảy với chủ nhật nói chung là 3 ngày liên tục này tối vẫn lạnh, chỉ có bắt đầu từ tuần sau đó mới thấy là nhiệt độ nó tăng nhẹ nhẹ thôi quý vị. Tuần sau thì nhiệt độ trung bình khoảng đâu 78 cho đến gần 81 độ, và tối thì không còn 40 mấy độ nữa. Quý vị nào có con em đã chích ngừa cúm có thể yên tâm một phần nào, còn chưa chích ngừa thì đây là mùa bắt đầu bị cúm. Tình hình tài chính trong ngày hôm nay diễn biến như thế nào thưa quý vị? Dow Jones lên được 16-17 điểm. Có một bản tin đáng chú ý là các chuyên gia họ dự đoán là Quỹ Dự trữ Liên bang trong năm 2024 có thể thôi cắt giảm lãi suất tới 6 lần. Và như vậy, cắt giảm lãi suất khi họ đã từng hứa hẹn là phải kéo lạm phát xuống còn 2% hoặc là hơn chút đỉnh giữa 2-3% là lạm phát cơ bản trong năm rất quan trọng. Họ không muốn lạm phát tăng nhanh quá, cũng không muốn thấp quá dẫn đến tình trạng giảm phát. Giảm phát có nghĩa là người tiêu thụ không mua gì hết, và đã xảy ra. Thí dụ như ở Trung Quốc tình trạng giảm phát, ở Nhật cũng xảy ra, không có lạm phát luôn. Không có lạm phát lại là không tốt bởi vì nền kinh tế không lên. Thế nhưng việc mà cắt giảm lãi suất nhiều quá, điều đó cũng có nghĩa là nền kinh tế có vẻ như chậm lại, mặc dù trong 3 tháng vừa qua nền kinh tế Hoa Kỳ tăng vượt trội lên tới 5,2%. 3 tháng đầu năm cũng tăng, 3 tháng giữa cũng tăng, và cái quý 3 vừa rồi, bây giờ thì đang ở trong quý 3, 3 tháng còn lại trong năm, nhưng mà quý 3 đã tăng trên 5%. Nhưng mà nếu mà Quỹ Dự trữ Liên bang, họ sẽ, đây chỉ là cái dự đoán thôi, chứ chưa có điều gì chắc chắn cả liên quan đến việc năm 2024 giảm lãi suất. Ai có lợi thưa quý vị? Người mua nhà có lợi, nhưng với điều kiện giá nhà phải giảm, hoặc là ít nhất giá nhà đứng nguyên tại chỗ. Trong khi đó thì nhà cửa vẫn dự đoán là trong năm 2024 sẽ tăng thêm ít nhất 2,4% ở những khu vực nóng. Thí dụ như ở quận Cam, Irvine, Fun Valley, không có nhà thì giá nhà vẫn cao như thường. Nhưng mà việc cắt giảm lãi suất cũng có nghĩa khuyến khích thị trường địa ốc tăng lại và các thị trường khác. Khi cắt giảm lãi suất, điều gì xảy ra? Công ty sẽ mượn nợ, bởi vì hạ lãi suất giảm như là thời của ông Obama, không có lạm phát luôn nữa. Cho nên công ty mượn nợ rất nhiều và mượn nợ để bành trướng các cơ sở. Và điều đó, Quỹ Dự trữ Liên bang vẫn hy vọng là tỷ lệ thất nghiệp sẽ vẫn tiếp tục thấp, bởi vì công ty bành trướng thì phải thuê mướn thêm nhân viên, mặc dầu nền kinh tế có vẻ trên đà
nó không phải là không tăng trưởng nhưng mà chậm lại. Đó là lý do mà Quỹ Dự trữ Liên bang quyết định giảm lãi suất vào sang năm. Trước những cái tin tức này thì giới đầu tư nhìn sang sang năm thì có vẻ như hơi ngần ngại. Chúng ta cũng còn quá sớm, nhưng mà chúng ta cũng biết là thị trường tài chính bao giờ cũng đi trước cả 3 tới 6 tháng. Nasdaq xuống 42 điểm, S&P 500 xuống hơn 4 điểm. Không, trái phiếu 10 năm ở mức 4,3% bắt đầu giảm nhiều, có lúc lên tới 5%, quý vị nhớ. Hôm nay còn có 4,3, điều đó có nghĩa là phần lời địa ốc cũng giảm theo. Giá dầu hôm nay tăng 28 cent ở mức 76 đồng 24 cent. Chưa kể là dầu có thể lại một lần nữa tiên đoán lên 100 đồng nếu như OPEC cộng Nga tiếp tục cắt giảm số lượng dầu sản xuất mỗi ngày. Vàng lên được 13 đồng, vàng bây giờ tăng mạnh 2.051 đồng 10 cent một troy ounce. Và thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay thì tin tức cho biết là bà... cựu nữ thẩm phán Sandra Day O'Connor, là người nữ thẩm phán đầu tiên trong lịch sử của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, đã vừa mới mất. Bà hưởng thọ 93 tuổi thưa quý vị. Thì cái lý do mà tin tức bà mất gây giống như là xôn xao, tại bởi vì trước khi mà bà vào tối cao Pháp viện thì chưa hề có nữ thẩm phán nào được bầu vào đây. Bà là người đầu tiên được cựu tổng thống Ronald Reagan đề bạt vào năm 1981, và bà đã ngồi cái ghế đó suốt 25 năm, chỉ đến năm 2006 đó thì bà chính thức về hưu với cái lý do cần phải chăm sóc cho người chồng của bà lúc đó bắt đầu bị Alzheimer. Và bản thân của bà đó vào năm 2018 cũng chính thức cho biết là bà bắt đầu bị những cái stage đầu tiên của Alzheimer thưa quý vị. Thì được biết là từ lúc mà bà vào trong tối cao Pháp viện đó thì rất nhiều báo chí họ giống như là họ dùng một cái nickname, họ gọi đây là cái court của Sandra O'Connor. Tại vì khi mà bà vào trước khi mà bà vào đó thưa quý vị, phía tối cao Pháp Việt đang nghiêng về phía các thẩm phán của Đảng Cộng hòa, cho nên cái lá phiếu của bà đó nó vô cùng quan trọng, và bà là người đã đưa ra quyết định cho rất nhiều những cái vấn đề mà gây tranh cãi suốt từ thập niên 80 mà mãi cho đến bây giờ luôn. Chẳng hạn như cái vấn đề phá thai của phụ nữ, thì lá phiếu của bà cho phép cái vụ là năm 1992 Casey versus Planned Parenthood, thưa quý vị, tiếp tục cho phép người phụ nữ được quyền phá thai, để rồi vào năm ngoái thì tối cao Pháp viện bây giờ họ lại lật đổ cái chuyện này. Rồi chưa kể là cái lá phiếu của bà cũng quan trọng trong cái chuyện là ông Bush versus Gore, rồi rất nhiều những cái vấn đề gây tranh cãi khác của hai phía Cộng hòa cũng như là Dân chủ. Trong khi đó thì như chúng tôi đã loan tin từ hôm thứ Hai cho đến giờ phút này, liên quan tới những trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi ở Trung Quốc, mà cho đến giờ phút này phía nhà cầm quyền Trung Cộng vẫn cho đó là bệnh cúm thường xuyên. Ngày hôm qua tin tức ghi nhận là các giới chức địa phương ở các tỉnh như Hồ Bắc, Bắc Kinh, rồi Liêu Ninh, vân vân, đều nhận được chỉ thị của Trung ương kêu gọi là không được loan tải quá đáng những tin tức không cần thiết, và tuyệt đối không được đề cập đến chữ COVID-19. Thí dụ như một số các sứ ngôn viên vạ miệng nói rằng cái nhìn hình ảnh khi không khác gì thời gian đại dịch COVID-19. Những cái từ ngữ đó tuyệt đối không được sử dụng. Nếu mà có ai sử dụng thì chết ngay. Trên trang mạng cũng thế nữa. Họ chỉ loan tải những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là các em tràn ngập ở trong các bệnh viện của Trung Quốc. Thì trước đó thì các khuyến cáo họ nói rằng một những bệnh mà xảy ra ở Trung Quốc và người dân Trung Quốc di chuyển, du lịch vân vân á, dẫn đến cái tình trạng Trung Quốc càng lạnh bao nhiêu thì người dân lại đi du lịch, nhất là những người có tiền, thì chắc chắn là mang bệnh. Và trước đó người ta cũng khuyến cáo rồi, Trung Quốc xảy ra thì châu Âu và Hoa Kỳ. Bên cạnh Trung Quốc có Hà Lan. Hà Lan tuyên bố đầu tiên. Ngày hôm nay Thụy Điển, Thụy Sĩ vân vân lại tuyên bố có cả hàng trăm trường hợp. Singapore trên 100 trường hợp. Đài Loan ngày hôm nay cũng khuyến cáo những trường hợp viêm phổi. Chúng tôi tiếp tục phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.